Đây, thử là một quay Ừ thật nha, luôn. Abibai là dương nam cực bê chiều bê chiều một ba tạ đồng và lá chiều mưa cực bê ngôn ngôi vậy nè ba tạ đồng một ba đắng khu quầy mà ngày hãy cho bờ nam một hàm chiều nam một hàm là từ một nam là một chiều mùng chúng ta qua là điều này mua ham ăn đang ngày đâu mua ở đây rất lẹ phụ hay có tham mà mua hết hồi lâu chừng tầm mười lại thì anh được tham mua mấy nó chiều thì ăn mua hết nó mãi vậy thì ăn chưa chưa dùng tầm mười hai tháng là sẽ bao ngày lúc muốn nghĩ dùng lại chưa ra đôi gì tôi vẫn nghe là chơi tôi vẫn đang chưa được ấy dùng lại lại có tha lệp đọc cô và nạ tiền liệp về nó bị khóa bàn trầy xì dù làm ôi ở hỏi ăn đấy ăn đấy ăn đấy ăn ăn xin chờ mãi ăn mãi ăn mình thấy phấn thế nào nhưng xoáng như vậy nặng đâu khéo ạ vậy phấn đó ăn ngày chiến khăn nha vậy trái nó chiến là đây có ba là này ta đẹp chỉ là ba tầng prắc mà chỉ có bé hò lếp thân em ở mây luôn mẹ hát lớp du mẹ chất chất hốc ba nhầm lếp ra chăng đôi nên là này cũng như phải ăn sủa lên nhưng hiền hộp mà bị ăn hiền hộp dụ mà nhóm xì chữa bán hay việc chữ có ba tập áp có ban ôi vã chân một chương hôn đi anh nhà miên hưởng anh mua hay vã nè à, lỡ bây giờ mơ mông anh tình nữa phần hãy chơi bờm mến mến nó dừng tầm mưa trang và nhà nhẹ dần vừa tha miên miên tư vừa tha áp áp tư cho mặt và cài chưa đặt cho hàng cả
rồi bây giờ hấp nước cơm cho để đập bếp này từ nắng ngày kịp mẹ bảo hoa ưa nó riêng một ngày tiện sao mấy bạn riêng sao mấy bạn lời hani sử dụng mình anh ấy sốc nè chấm rau nó cô à nát kia bây giờ chấm rau nó giờ mông được cơ bởi kia cái sao tử lại một ham co đó về cơn kia chấm rau nó cô à nát giờ mông được cơ bởi không lại kia một ham hay là hay vẫn thế ông ngoài lại cơ bởi cái đắt chấm rau mà anh ấy cái ao ta chết lớp tờ na mấy tay na mất yên trẻ lên một tí vậy dây dụng mình ở chợ đó là lên dây dây lằng khằng đọc lấy cái bánh để chi á nè dùng mình nè có lấy à được thì đọc đọc cái bản nào anh mới ăn cái áo luôn mà thì đọc kia nè giờ đi chạy đấy bao hôm nay đi chơi nhà mình
bắt lên mũi đây. Hơn, các bạn bắt hơn này. Như vậy. Bạn này chặt hòn.